công lý đứng về phía người dân ở Ferguson, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Trao đổi với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Hoa Thịnh Đốn, Tổng chưởng lý Eric Holder nói về cuộc họp giữa ông và gia đình Michael Brown, thiếu niên da đen 18 tuổi ở Ferguson, bị một quan chức cảnh sát người Mỹ da trắng bắn chết. Tổng chưởng lý Holder cam kết cuộc điều tra được xem xét công bằng, độc lập. Ông cho biết trong thời gian giữ cương vị Bộ trưởng Tư pháp, ông đã chứng kiến nhiều sự kiện, nhưng ít có sự kiện ảnh hưởng đến ông, như sự kiện xảy ra tại Ferguson. Ông Holder là người Mỹ gốc Vi Châu đầu tiên đảm nhận vai trò thực thi pháp luật hàng đầu của Hoa Kỳ, đã gặp gia đình Brown, các sinh viên và các nhà lãnh đạo cộng đồng ở ngoại ô San Luis. Từ khi Michael Brown bị bắn chết, đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Ferguson. Các cuộc biểu tình đa số là hòa bình, nhưng cũng có những lần bạo động, gây náo động khu ngoại ô San Luis tại tiểu bang Missouri. Một bồi thẩm đoàn bắt đầu nghe chứng cứ của vụ án, nhưng những người biểu tình yêu cầu giao cuộc điều tra cho một công tố viên đặc biệt.